Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết trên cả nước trong 2 ngày nghỉ cuối tuần nhìn chung khá là thuận lợi. Cụ thể tại Bắc Bộ, từ đầu năm mới 2024 đến nay, không khí lạnh hoạt động yếu và di chuyển dần xuống phía Nam nên thời tiết khá ấm áp. Nền nhiệt tại đây trong ngày hôm nay và ngày mai sẽ dao động từ 15 đến 26 độ, đêm và sáng trời rét nhẹ. Lưu xuống Trung Bộ, tại Bắc và Trung Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên có mưa rải rác nhưng lượng không quá nhiều. Còn phần Nam Trung Bộ sẽ chỉ có mưa vài nơi lúc chiều tối. Về nhiệt độ, nền nhiệt tại Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dao động từ 17 đến 27 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa trong khoảng 21 đến 28 độ. Khu vực còn lại thuộc Ninh Thuận, Bình Thuận đạt ngưỡng 23 đến 31 độ. Lưu xuống phía Nam, cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều phổ biến tạnh giáo, ít mưa và có nắng nhiều. Nền nhiệt cao nhất ngày mai tại Tây Nguyên dao động từ 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ từ 32 đến 35 độ. Miền Đông Nam Bộ có nơi cao hơn và có nắng nóng cục bộ. Đến với Biển Đông, tại quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ từ 17 đến 24 độ.